JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Nhiều TV smart nó được tích hợp Bluetooth thì các bác cũng có thể kết nối trực tiếp với âm ly Jaguar Suzuki PA506N mà bản mới 2019 bây giờ đấy ạ. Vâng, về công suất thì cực kỳ lớn, 300W một kênh, 4 kênh nó là 1200W. Vâng, đặc biệt là cái dòng này bên em nhập hàng China, chuẩn của nhà máy, vâng, có tem chống hàng giả đầy đủ. Vâng, thì hôm nay bên em giới thiệu nhân vật chính đó là cái âm ly Jaguar Suzuki PA506 bản thế hệ mới có tích hợp Bluetooth và đọc thẻ nhớ và USB. Vâng, về giao diện thì vẫn là giống cái bản PA506 mà những cái đời trước đã sở hữu, những cái phím tinh chỉnh thì về cơ bản vẫn là giống nhau. Vâng, về hai đường mic phía trước đây, chỉnh echo này và chỉnh nhạc cho hai kênh này. Và tỉnh nhạc tổng là đây là cho 4 kênh này và nhạc tổng này. Rồi đằng sau nó có 4 kênh ra 4 loa.
Vâng, thì ở đây thì nó có một khác một chút, đó là một cái bộ thiết bị hỗ trợ Bluetooth. Đấy, thì là bên em đang kết nối với lại tín hiệu thường đấy ạ. Vâng, Bluetooth đây thì chúng ta có thể can thiệp cả đài FM này và Bluetooth đấy ạ. Vâng, chúng ta có thể can thiệp vào và bắt bằng điện thoại, thì nữa bên em sẽ kết nối Bluetooth để cho các bác trải nghiệm và quan sát luôn ạ. Vâng, sau đây em sẽ hướng dẫn các bác kết nối Bluetooth với cái âm ly Jaguar Suzong PA506N mà bản có Bluetooth đấy ạ. Vâng, đầu tiên thì các bác ấn chữ mode này nhá, ở đây này có chữ mode, các bác ấn này, nó có sẽ có ba chế độ, online là cái tín hiệu thường này, và đài FM này, và chế độ 3 là có Bluetooth đấy, em đã kết nối sẵn. Các bác nhớ ở đây có một cái góc chuyển đây này, cái chữ selector này, ở đây là có USB cạc và CHAB này, thì các bác ấn vào thì Bluetooth sẽ tự kích hoạt. À, thì bên em cũng đang đây em dò thử cho các bác đây ạ, rồi em dò đây ạ. Vâng, cái mã của nó là BX221 đây ạ, bác kích vào đấy, như thế là chúng ta đã kích hoạt được Bluetooth rồi ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này tích hợp Bluetooth rất là tiện, bác có thể cầm điện thoại đi quanh nhà, có thể nghe nhạc rất là vô thoải mái, không phải cái dây dợ kết nối. Vâng, các bác nhớ phải ấn cái nút selector này, nở ra là không được đâu các bác nhé, bác phải ấn vào thì chế độ Bluetooth mới được kích hoạt. Vâng, sau đây em sẽ bật nhạc qua Bluetooth để các bác cùng trải nghiệm. Đây, bật nhạc Bluetooth đây ạ, lại rất là hay. Vâng, bật lên đã hay rồi ạ, em cho to lên tí ạ. Dòng này được tích hợp Bluetooth các bác nhé, nhắc lại rất là nhiều lần, tích hợp Bluetooth rất là tiện cho các bác có những cái điện thoại smartphone thế hệ mới thông minh thì có thể kết nối Bluetooth, và các bác cũng có thể kết nối Bluetooth bằng những cái TV smart thế hệ mới bây giờ, kết nối tín hiệu không dây luôn ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này là bên em cũng vừa hát một đoạn nhạc karaoke để các bác trải nghiệm trực tiếp, echo rất là ngọt ngào, nghe tiếng rất là bay, và đặc biệt giờ cái đường mic nó rất là nhẹ mà các bác hát cảm thấy nó dễ chịu. Nói chung cái dòng này thì trên thị trường giá cũng rất là bình dân thôi ạ, nó không cao đâu, nhưng sở hữu được cái công nghệ mới và cái chất âm rất là tinh tế sạch sẽ. Rồi, em đánh lại một lần nữa nhé, cái này là âm ly Jaguar Suzong PA506N tích hợp Bluetooth, gồm 4 kênh, mỗi kênh của nó là 300W, tổng là 1200W. Vâng, quảng cáo một tí ạ. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu một cái âm ly Jaguar Suzong PA506 bản Bluetooth và USB thẻ nhớ thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, bên em sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho các bác ngay và luôn. Vâng, bác nào chưa đăng ký kênh Zika Audio, các bác hãy đăng ký kênh nhé, để tiện theo dõi tất cả các video bên em up lên hàng ngày, để các bác cập nhật được những thông tin mới, những sản phẩm mới bên em về. Đó, các bác nhớ nút chuông để tiện theo dõi. Vâng, mọi thông tin thì bên em đã để rất là chi tiết trên từng video, có những số điện thoại, hotline thì các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên em. Đây, em quay ra phía sau. Vâng, nhìn hình thức đằng trước đây rất là đẹp. Đây, về phía sau các bác nhé, gồm 4 cầu đỏ đen đây ạ. Vâng, được cho 4 loa, chạy được 2 đôi loa 330 rất là tốt. Vâng, đặc biệt dòng này chạy hai điện 220V.
Vâng, Sơn Đen xin phép dừng video và hẹn tất cả các bác ngoại miền Tổ quốc vào các video tiếp theo. Vâng, chúc sau cùng Zika Audio chúc tất cả các bác ngoại miền Tổ quốc đã theo dõi kênh Zika Audio sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc các bác luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.